Năm canh tí, tuổi nào treo tranh đám cưới chuột để hưởng phú quý dồi dào? Một, đôi nét về bức tranh đám cưới chuột. Tranh giam cu oi chuột. Tranh đám cưới chuột, hay còn gọi là trạng chuột vinh quy, chính là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của dòng tranh dân gian đồng hồ vốn đã quá quen thuộc với đại đa số người dân đất Việt. Đây cũng là bức tranh được treo phổ biến nhất trong những ngày Tết nguyên đán cổ truyền. Đó là bởi, tranh về chuột nhưng lại giàu tính xã hội, nói lên chuyện con người. Có thể thấy trong bức tranh, đám cưới diễn ra rất trang trọng mang đậm hình ảnh dân gian ngựa anh đi trước kiệu nàng theo sau bức tranh được chia làm hai phần với 12 con chuột và một con mèo tầng trên là bốn con chuột trong đó đi đầu đoàn rước là hai chú chuột có vẻ thân kinh bách chiến giàu kinh nghiệm một chú cụt đuôi nên được giao nhiệm vụ quan trọng cầm theo đồ tiến cống cho ông mèo một con dâng chim một con dâng cá con người đầy vẻ sợ sệt hai con đi sau làm nhiệm vụ thổi kèn nhưng cũng ở tư thế đề phòng chẳng kém tầng giường dâu với 8 con chuột. Dẫn đầu là rể chuột hay trạng chuột dạng rỡ trong bộ áo gấm xanh, đầu đội mũ chuồn, chân đi hia, ngồi trên lưng ngựa, quay mặt về sau với vẻ vinh vang tự đắc vì vừa đỗ tiến sĩ vinh quy lại vừa cưới được vợ đẹp. Theo hầu phía sau là một con chuột đen cầm lọng và một con chuột khoang cầm biển đề hai chữ nghinh hôn để chỉ đám cưới. Con cầm lọng vẻ nghiêm trang, con cầm biển thì tinh nghịch luôn quay đầu trở lại nhìn kiệu cô dâu. Tiếp đến là chiếc kiệu cô dâu bát cổng có nhiều hoa văn trang trí và được khiêng bởi bốn chú chuột hầu hạ. Cô dâu chuột ngồi trong kiệu cũng vấn khăn, mặc áo gấm xanh nhìn chồng đang cưỡi ngựa đi phía trước vẻ tự hào mãn nguyện. Họ được rước đi rình rang trên con đường làng màu son nhạt, hai bên đường là những vạt cỏ màu mạ. Có thể thấy trang phục của các chú chuột điếu đóm lại vô cùng loè loẹt, phù hợp với không khí tươi vui của một đám cưới. Nổi bật nhất trong bức tranh có lẽ là hình ảnh ông mèo. Con mèo được vẽ ở góc tầng trên phía tay mặt, rất to, oai vệ đang đưa tay ra nhận lễ vật. Xem thêm. Xem thêm, năm bức tranh phong thủy hút tài lộc, cuối năm nhà giàu nào cũng có. 2. Ý nghĩa của bức tranh đám cưới chuột. Tranh giam cu oi chuột ba. Ý nghĩa dân gian. Có tuổi đời từ khoảng 600 năm trước, đám cưới chuột là bức tranh vừa hài hước vừa có tính châm biếm sâu xa. Hài hước ở chỗ, nào có chuột lại lấy vợ, rước dâu linh đình như thế các nghệ nhân đã khéo léo thổi hồn vào bức tranh, nhân hóa con chuột để nó mang dáng dấp con người. Châm biếm ở chỗ chú rể chuột muốn rước được dâu lại phải mang cá, mang chim đến tiếng cống cho mèo. Còn mèo lại vì tham của hối lộ mà quên nhiệm vụ quan trọng là diệt chuột. Bên cạnh đó bức tranh cùng thể hiện cảnh sống của người dân thấp cổ bé họng, muốn được bình yên, sống sót thì phải cống nạp cho bọn tham quan, cường hào ác bá. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, bức tranh còn một màu sắc khác, màu sắc mang tính triết học mà giản dị của sự cộng sinh và chính điều này tạo nên những giá trị tư tưởng mang đậm văn hóa Việt. Tranh giam cu oi chuột hai Ý nghĩa phong thủy Đứng đầu trong 12 con giáp, chuột là linh vật tượng trưng cho người tuổi tí. Trong phong thủy, chuột tượng trưng cho sự sung túc và thịnh vượng. Với đặc tính thông minh, lanh lợi sẵn có, lại thích tìm tòi, khám phá, những người tuổi chuột thường dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh và những thay đổi của cuộc sống. Trong ngũ hành, chuột thuộc hành thủy nên giúp gia chủ khởi hành mọi chuyện một cách suôn sẻ, thuận lợi. Thông thường, ở đâu có của cải, chuột sẽ xuất hiện để ăn vụng. Nên trưng bày hình tượng chuột trong nhà sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, thu hút tiền của. Cũng bởi những ưu điểm này nên giới phong thủy rất thích trưng bày những bức tranh, bức tượng có hình chuột để gửi gắm niềm mong mỏi tài lộc dồi dào, giúp gia chủ có thêm của cải, gia đạo êm ấm, con đường sự nghiệp thêm hanh thông, rộng mở nhất là khi năm canh tí 2020 năm chuột vàng đang cận kề, những vật phẩm phong thủy từ loài vật này, tiêu biểu như tranh đám cưới chuột lại càng được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, với nội dung mô tả về một đám cưới linh đình, tranh dân gian đám cưới chuột cũng được cho là một vật phẩm phong thủy giúp vượng đào hoa. Do vậy, nếu muốn cầu tình duyên, gia chủ cũng có thể chọn treo bức tranh này trong nhà cũng rất may mắn. Ngoài ra, tranh dân gian đám cưới chuột thường được mua về để treo ở các cơ quan, văn phòng, trong nhà như một lời nhắc nhở, dân dạy những người có chức có quyền nên sống sao cho thanh liêm, phải đạo. Đó đồng thời cũng là lời nhắc nhở động viên đầy tính nhân văn, hiện thực và giàu tính chiến đấu, nó cũng là lời dân dạy cho các thế hệ trẻ trong gia đình biến đối nhân xử thế. Hơn thế nữa, những bức tranh này còn thể hiện đẳng cấp, sự hiểu biết và lòng yêu dân tộc của người chơi tranh. Có thể bạn quan tâm, treo tranh phong thủy đón Tết 2020 thế nào cho hút tài, hút lộc. 3. Tuổi nào hợp treo tranh đám cưới chuột? Tranh giam cu oi chuột 4 Treo tranh ngoài việc quan tâm đến chất lượng và tính thẩm mỹ thì vấn đề quan trọng hơn cả là treo tranh ra sao mới hợp phong thủy. Nhiều người nghĩ rằng chơi tranh thì chỉ cần thích tranh gì, thật nào đẹp thì mua hoặc cầm tinh con gì thì mua tranh con đó về treo. Tuy nhiên, để có thể treo tranh chuẩn phong thủy nói chung, treo tranh con giáp nói riêng thì cần lưu ý một số điều liên quan đến quan hệ hợp xung với bản mệnh. Gia chủ nên chọn treo những bức tranh cấu thành nên quan hệ tương hợp để tạo ra trường khí tích cực trong gia đình. Không nên treo những bức tranh tương xung, tương khắc, tương hình, tương hại sẽ gây nên trường khí tiêu cực rất có hại cho gia đình. Cụ thể về nguyên tắc treo tranh như sau. Nguyên tắc số 1. Các tuổi có mối quan hệ tam hợp, lục hợp với hình ảnh con chuột trong bức tranh sẽ phù hợp để treo kiểu tranh này trong nhà. Những tuổi hợp treo tranh đám cưới chuột gồm tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Sửu và tuổi Tý. Riêng với người tuổi Tý được cho hợp treo loại tranh này nhất trong năm tuổi 2020. Đây chính là tướng tinh của người tuổi chuột. Nó sẽ mang đến cho gia chủ sự thịnh vượng, khai thông vận khí, gia đình sung túc, hạnh phúc. Còn với các tuổi sửu, thìn hai thân, treo tranh này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, từ, từ đó công việc, tài lộc hay tình duyên đều dễ dàng thu hút các khí, thuận lợi đủ đường. Ngoài tranh đông hồ đám cưới chuột, các tuổi nêu trên còn có thể chọn những bức tranh có hình ảnh chuột ngộ nghĩnh để treo. Điều này sẽ giúp không gian sống thêm sinh động hơn rất nhiều. Nguyên tắc số 2. Các tuổi có mối quan hệ tứ hành xung, lục hại với hình ảnh chủ đạo trong bức tranh nên hạn chế treo tranh này. Các tuổi này gồm tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Ngoài ra, cũng không nên treo tranh có những con vật kỵ nhau theo đặc tính giống loài như tuổi Tý không treo tranh hình mèo, tuổi Tỵ không treo tranh hình đại bàng. Sở dĩ cần quan tâm đến vấn đề treo tranh đúng phong thủy là bởi treo đúng sẽ giúp mang lại nhiều điều may mắn thịnh phát và bình an cho người sử dụng. Hơn nữa, điều này còn giúp tinh thần gia chủ luôn được bình yên, thư giãn và cải thiện chất lượng đời sống. Như vậy, việc treo tranh đúng phong thủy mang lại vô vàn lợi ích nếu biết cách sử